Chào tất cả các anh chị thân mến. Thì đây là một cái video rất là quan trọng để cho các anh chị có thể học đầu tư từ những cái sai lầm của những người khác, để các anh chị có thể đúc kết ra được những bài học. Thì các anh chị lưu ý một điều này nè, bất kỳ một cái nhà đầu tư nào họ thành công, bây giờ các bạn nhìn thấy được á, thì trong quá khứ chắc chắn họ đã bị thua lỗ rất là nhiều, cũng trải qua những cái lần sức đầu mẻ trán. Chứ không phải ai sinh ra là cũng có thể giỏi, ai sinh ra cũng có thể đầu tư thành công, hoặc là ai sinh ra cũng có cái thành quả tốt được. Mà chắc chắn họ đã trải qua rất nhiều những cái đau thương, những cái mất mát trong cái thị trường đầu tư tài chính này rồi. Thì từ đó họ mới đúc kết ra được những cái kinh nghiệm để họ có thể chiến thắng trong thị trường này. Có một cái câu nói rất là hay của Tào Tháo, là các bạn muốn thắng người khác, trước tiên các anh chị phải đứng trên vùng đất đã từng thua trận. Nếu hiểu được cái ý nghĩa của cái câu nói này, thì tôi tin rằng các bạn sẽ học được rất là nhiều từ những sai lầm của những người khác. Thì ở trên Twitter tôi cũng follow một vài anh chị, và đặc biệt có một người mà tôi follow trong một cái thời gian rất là dài rồi. Thì ở đây là có bố già BNB này. Thì tôi không biết người này bao nhiêu tuổi, nhưng mà những cái bài viết của họ, những cái trải nghiệm của họ, cũng như cái số tài sản họ nắm giữ, thì đáng để cho các anh chị học hỏi. Và ở đây có một cái post rất là hay, mà tôi thấy là ở đây thì bố già BNB này là có AirDrop cho một số anh chị, mà các bạn sẽ làm gì? Sẽ comment một cái đồng coin mà bạn từng đầu tư và mang lại cái cảm xúc nhiều nhất cho các bạn. Đó. Thì ở đây tôi thấy rất nhiều những cái comment. Thì thiết nghĩ những cái comment này rất là hay. Và mục đích của tôi làm cái video này chỉ mong muốn là các anh chị học được những cái bài học thông qua những cái sai lầm, những cái trải nghiệm dưới đây của rất nhiều anh chị. Và tôi tin những anh chị ở đây họ cũng đã viết lên đây, thì tức là có nghĩa mong muốn những người khác họ đọc được để rút ra được những cái sai lầm. Thế nên là tôi xin phép tôi làm cái video này, mục đích cuối cùng là để mong muốn các anh chị học được những cái bài học sai lầm của rất nhiều người ở đây. Bởi vì tôi đọc tôi thấy rất nhiều những cái comment rất là hay, mà trong quá khứ những anh chị nào trải qua thì các bạn mới có thể thẩm thấu và hiểu được. Rất nhiều anh chị đặt câu hỏi với tôi là anh có thể phân tích giúp em tình hình thị trường tại những lúc này, hoặc là lúc mà trên đỉnh này tâm lý của người ta FOMO như thế nào, và lúc đó tại sao họ không chốt lời. Nhìn vào cái chart này thì có thể hiểu rất là rõ. Nhưng khi đối diện với cái việc các bạn nắm giữ một cái số tiền, các bạn đang cầm một cái tài sản lớn, thì lúc này cái việc ứng xử, cái việc đưa ra những cái quyết định quan trọng thì rất nhiều người họ làm không đúng. Rất nhiều người có mắc những cái sai lầm. Bản thân tôi cũng vậy thôi, không tài năng gì đâu các bạn. Tôi cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ để có thể có được những cái kinh nghiệm ngày hôm nay, để ngồi đây chia sẻ với các anh chị. Chứ không phải tôi là một cái người mà đầu tư toàn thắng đâu. Cũng rất nhiều những cái lần sai lầm. Nhưng sau những cái sai lầm, những cái mất mát đó, thì tôi đúc kết ra được những cái kinh nghiệm và những cái bài học, để trong quá khứ tôi không mắc phải những cái sai lầm đó nữa. Thì ở đây có những cái câu chuyện rất là hay nha các bạn nhé. Những cái câu chuyện có rất là hay. Đó. Thì có rất nhiều bạn này, ví dụ như là thời điểm năm 2021, bạn ấy mua cái đồng Konomi này, được xem là một cái mảnh ghép rất là hay, đúng không? Và rồi sau đó mọi thứ là gì? Đi vào downtrend. Và bài học là sập và chia đến 20 lần. Tức là một cái danh mục đầu tư chia tới 20 lần. Đó. Các bạn thấy bài học thì thông qua cái việc này, nếu như các anh chị đầu tư mà các bạn có stop loss, có cái điểm dừng lỗ, thì chắc chắn câu chuyện các anh chị sẽ không để một cái danh mục nó bị chia tới 20 lần, đúng không? Rồi một bạn ở đây là cũng đầu tư cái đồng baby dog này, và đã từng chốt non, tức là 2 lần là chốt rồi. Sau đó nó lên hẳn x20 lần, và sau đó tiếc hùi hụi mất tới 3 ngày 3 đêm. Đó, không ăn uống được nữa. Đó, vào thời điểm sau đó là mua những con khác, và lần này lên x3, x4 lại không chốt. Tức là lần đầu lên x2 chốt, sau đó nó x tới 20 lần. Rồi lần sau đó khi nó x3, x4 lại không chốt, và thị trường quay xe đến hòa, đến lỗ, đến bye bye luôn. Đó, sau đó là các bạn thấy gọi là chắc chắn là tài khoản chắc bị chia nhiều rồi. Thì thông qua những cái điều này các bạn có đúc kết ra được bài học gì không? Tức là nếu mà
đầu tư theo chiến lược, ví dụ như x2 chốt gốc đi, số còn lại có thể gồng và chốt dần chốt dần, và có cài những cái điểm stop loss dừng lỗ nữa, giữ được lợi nhuận, thì câu chuyện chắc chắn các bạn sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy, đúng không? Đây là những bài học đó các anh chị, những cái bài học. Rồi ví dụ như bạn này đầu tư cái con set này này, đó CAK, CAEK này, đó Metaverse đây, từ ngữ các bạn thấy là cao trào nhất là nhà mắc đến nhắc đến Metaverse, đúng không? Facebook cũng đổi tên thành Meta, em đã chốt được hết tại 0.96. Tai hại ở chỗ đó, nó khiến em nghĩ thị trường màu hồng và không biết rằng cú sập kinh hoàng đang chờ đón ở phía trước. Và sau đó như thế nào thì anh em hiểu rõ rồi. Tức là khi mà thắng dễ dàng quá các anh chị, nằm ở trên đỉnh này này, và lúc sau trả những cái giá nó rất là đắt. Thì câu chuyện các anh chị có thể học được bài học ở đây, tức là kinh nghiệm trong thị trường này rất là quan trọng. Những anh chị nào đã từng bị chia tài khoản rồi thì các bạn khởi đầu lại, tôi biết chắc chắn các bạn sẽ tốt hơn những cái người mà mới bước chân vào thị trường không hiểu gì cả. Nói những cái bài học ở đây. Rồi, ví dụ bạn ở đây là một cái câu chuyện là cái đồng Selfmon, đúng không? Đó. Và bạn này ấy, là mua cái thời điểm năm 2021 này. Đó. Thời điểm mà những anh em mà vào thị trường, tôi biết là các bạn rất thích đầu tư những cái đồng meme coin, đặc biệt là nhiều số 0 thì các bạn rất là thích. Đó. Tình cờ lướt Facebook thấy Selfmon, đó, có 8 số 0 và mua đại 23 BNB. Hồi đó có 150 U thôi. Đó, sau đó mua thêm nữa, sáng mở mắt ra thấy lãi 2-3k đâu. Sướng quá, đúng không? Và lên công ty mất 15 phút, mở ra xem thì còn lại lãi 1.500 thôi. Tiếc, đúng không? Những anh chị nào mà lương mà làm tháng khoảng tầm ví dụ như mà 10 triệu hoặc là 5 triệu thôi, mà tự nhiên đang lãi 3k, xong tự nhiên nó giảm xuống còn lại 1.500, mất hơn 30 triệu. Tiếc lắm. Và các bạn biết là đó, lãi sau ngày cưới vợ được bao hôm, sau đó mình lấy vợ và khi kết thúc khỏi cưới, mình mở ví ra xem, ôi thật bất ngờ, mình vừa bỏ qua số tiền hơn 30k đô chỉ sau 3 ngày ngắn ngủi. Đó các bạn hiểu không? Tức là nếu như đầu tư mà các bạn không có cái target, không có mục tiêu, không có chiến lược, thì nó lên thì tiếc, lên thì mừng mà không biết chốt sao, xuống thì tiếc, đúng không? Câu chuyện này xảy ra biết các bạn. Các bạn nhìn ở đây là có rất nhiều những cái câu chuyện, và tôi đọc tôi thấy là bản thân tôi cũng trải nghiệm rất là nhiều. Ví dụ như bạn này là mua cái đồng GRT này với giá 0.303, nó toàn bộ DCA ở giá 0.87 đó, và bán ra tổng toàn bộ 2 đô, tổng lợi nhuận sau đó xung quanh 12%. Đó, tức là bạn này bạn thắng rất là lớn. Điều đó có nghĩa trong thị trường crypto này, nếu biết nắm bắt và tận dụng, có kiến thức, thì các bạn sẽ thắng rất là lớn, đúng không? Đó. Còn bạn này là đến với thị trường bằng một buổi cà phê, được bạn bè cho kèo mua con Shiba, đúng không? Sau một thời gian tầm 8 tháng, bạn này liên hệ hỏi có bán coi chưa, và tập và mua 50 đô, bán gần được 11.000 đô. Đấy, các bạn thấy là có những cái câu chuyện trong thị trường này đấy. Rồi tiếp tục nè, quan sát tiếp. Lúc cao nhất 16-17.000 đô mà không bán được, do mua trên cái sàn Hotbit, lúc đó sàn bị hack, nó khóa nạp rút, đó thấy chưa? Đấy, nên phải hiểu được đó. Còn này, ví dụ như bạn này là Solana, đúng không? Đó, mua ở giá 10 đô vào x20 lần đó, nếu chốt ở đỉnh, nhúc còn non người trẻ già, đúng không? Không chốt. Rồi sau đó là gì? Đó, câu chuyện á, là tin vào đội ngũ phát triển, tin vào sản phẩm, tin tưởng thị trường, tiền điện tử cuối cùng sẽ phục hồi nhanh. Nhưng sau cú ngã đầu đời thì bây giờ thận trọng hơn, và luôn thấm nhuần cái câu nói chốt lời không bao giờ sai. Điều đó có nghĩa các bạn thấy là cái việc chốt lời là một cái chiến lược mà các bạn cần phải chuẩn bị trước khi các bạn đầu tư vào trong thị trường crypto này. Và bạn ấy rút ra kinh nghiệm là đừng bao giờ đánh ngược cái xu hướng của thị trường. Đó, tức là nếu như thị trường nó đang rơi vào downtrend mà các bạn cứ càng DCA thì càng âm, càng DCA thì càng chết, chắc chắn luôn. Nên câu chuyện là đừng bao giờ đi ngược thị trường là như vậy đấy. Đó, thấy nhiều bài học không? Đấy, các bạn thấy một cái post này nha, tôi đọc hết tất cả các cái comment luôn á, và tôi thấy rất nhiều những cái bài học. Đó, ví dụ như bạn này mua cái đồng XRP, đó là nhớ khoảng vào 2016, lúc đó Việt Nam bắt đầu mới FOMO cái mảng crypto này này. Thì những anh chị nào mà các bạn biết đến thị trường crypto vào cuối năm 2016 thì chỉ biết một vài đồng coin thôi. Đó, và bạn này mua tại cái giá 0.003XX. Đó, và sau đó là gì? Giúp X được rất nhiều lần.
thay đổi vị thế. Thị trường crypto này vậy thôi. Chỉ cần một lần thôi các bạn tận dụng nắm bắt được thì câu chuyện các bạn sẽ các bạn tận dụng rất là tốt. Đó. Rồi. Ví dụ ở đây là đồng coin mà bạn này thua nhiều nhất này. Đó là cái đồng GameFi đấy. Elemon đúng không? Thì thực ra chúng ta không có quan tâm những cái người ở trong cái nhóm founder hay gì, mà chúng ta quan tâm đến bài học. Nếu các bạn tin một ai đó mà các bạn không có kiến thức, mà các bạn không biết chiến lược phân bổ vốn, thì khi rủi ro nó đến chắc chắn các bạn trả giá toàn bộ tài khoản đúng không? Đấy. Còn bạn này ví dụ hôm nay là một ngày mưa lấm tấm ở Sài Gòn, tâm trạng bồi hồi của 2 năm về trước, chân ướt chân ráo mới bước vào thế giới blockchain. Đó. Bạn này mua cái đồng ICP đúng không? ICP lúc mà unlock giá đó, ví dụ như bạn này sắp đổi đời vì có được 28 ICP lúc unlock giá khoảng tầm là 10k đô. Đó. Và khi quyết định mua ICP với giá 254 đô, bạn thấy không? Đó. Và bây giờ cái ICP, cái đồng coin đó, nó bây giờ nó còn khoảng tầm 4-3 đô gì đó thôi, đúng không? Và rồi cái quyết định cắt lỗ ở giá 40 đô, tức là nếu mà cắt lỗ ở giá 40 đô thì ít ra bạn này bị chia gần 6 lần đúng không? 6 lần tài khoản. Đó. Rồi sau đó nè, lại quay về vùng 8x. Đó, sau 2 tháng ổn định đó thì lại vào bắt lại, giờ ICP đang ở mức giá giao dịch 3 đô la. Đó. Thì các bạn hãy tưởng tượng là nếu mà đầu tư mà không có cái sự hiểu biết chắc chắn là chết đúng không? Đấy. Rồi bạn này, thấy những bài học đó các anh chị, là mua cái đồng này ASX này giá 0.8 đô. Mặc dù cũng mơ ước X50X100, nhưng sau khi ASX lên có 204 đô thì bạn này đã bán sạch rồi. Và các bạn biết cái đồng ASX này khi mà nó tạo đỉnh là tới 100 mấy chục đô. Đó, ASX này này, các bạn thấy nha. Đây. Các anh chị thấy nếu như mà gọi là nắm giữ được đúng không? Nó lên tới 160 đô. Thì câu chuyện là đây là những bài học. Cá nhân tôi cũng rất nhiều lần chốt non. Nên á, thực ra cái câu nói mà người ta nói rất là hay mà tôi rất là thích các bạn. Khi mà chốt non nhiều lần thì tự nhiên sẽ biết cách là chốt đúng cái target thôi. Tất nhiên điều này các bạn cần phải trải nghiệm, nhưng đừng có trải nghiệm trong mùa tới. Bởi vì mùa tới mà chốt non nữa thì khi nào mới sửa được đúng không? Đó. Bạn này thì là một cái câu chuyện là Nia đúng không? Đã từng X10, tức là mua xong X10 này hầu dài hạn nên mất hết. Tức là nếu như mà mua, ví dụ các bạn mua Nia nha, đây Nia, mà nếu các anh chị không chốt đúng không? Ở đây những anh chị nào đã từng mua Nia xong rồi đúng không, lên giá tới gần 20 đô, sau đó không chốt, bây giờ giữ lại giá về còn lại 1 đô, tức là X20 không chốt xong rồi về lại 1 đô. Thì có khi nào các bạn đặt cái câu hỏi, nếu như trong quá khứ, trong tương lai các anh chị gặp lại cái tình huống như vậy, các anh chị cái cách các bạn tối ưu sẽ như thế nào? Có khi nào các anh chị đặt câu hỏi không? Đây, trong này những bài học nhé các bạn, những cái bài học xương máu luôn đấy, không phải đùa đâu. Đó, đặc biệt cái đồng coin mà mang nhiều cảm xúc cho nhiều bạn, đây là Luna này. Đó. Và thực ra cái Luna là một cái sự kiện mà gọi là nhiều anh em mất tiền nhất. Các bạn cứ đi vào vách đáy. Đó, từ 10.000 đô này còn lại có 200 đô. Đó, cảm giác buồn bã và tức giận kéo dài một khoảng thời gian. Rồi từ đó mới bình tĩnh lại xem như một bài học đắt giá. Thực ra những anh chị nào mà nhận ra được cái bài học mà từ những thất bại của mình nữa các bạn sẽ trưởng thành rất là nhanh. Trong thị trường này ai cũng phải trải qua những cái bài học. Những cái thiệt hại càng lớn thì các bạn sẽ học được bài học nó càng thấm. Còn mà việc mất mát nhỏ nó không có thấm vào các bạn đâu. Đấy. Rồi bạn này nè, là cái đồng TLM đúng không? Mới vào đu đỉnh đó. Chia 5 DCA để tăng 10, còn chia 2 tự nhiên quay ra trade để tăng số lượng coin. Hôm trước vừa bán 0.14 thì trưa nó bay lên 0.3. Thì thực ra những cái thứ này các bạn cần phải biết về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, cần phải có những cái chiến lược nữa, chứ không phải tự nhiên mà có thể dễ dàng chốt đâu, đúng không? Đó. Rồi đặc biệt là bạn này này, là cái đồng Luna và Raka, là hai đồng coin khiến em nếm trải đủ dư vị. Em vào Raka sớm X7 lên đầu, chơi game NFT, mua Metamon đủ các thứ, bán lại được rất nhiều. Đợt Luna em mất tất cả sạch sẽ, lỗ thêm tiền mượn họ hàng nữa.
các bạn thấy đầu tư mà đem tiền của họ hàng vào vay mượn mà đầu tư rất nguy hiểm. Bản thân tôi trong quá khứ cũng đã từng. Nên là những cái sai lầm của nhiều bạn đây là trong quá khứ tôi sai lầm hết đó các bạn. Không phải tài giỏi gì đâu. Nhưng chỉ khi có những cái sai lầm như vậy mình mới đúc kết ra được. Đó, Luna, đó, bắt đáy Luna, 1 đô, 5 đô DCA về 1 đô, sau cuối cùng nó mất nhiều số 0 đúng không? Các bạn biết á, khi mà có những cái thiệt hại như vậy, các bạn biết là nhiều cái cảm giác mà nhiều người dày vò lắm. Và có nhiều người cũng không thể nào mạnh mẽ đứng lên làm lại nữa các bạn. Cá nhân tôi đã chứng kiến rất là nhiều. Nhiều bạn thất bại còn không thể nào đứng lên làm lại nữa cơ. Nên các anh chị mà thực sự có những cái trải nghiệm thì quý lắm. Đó, con ra KX7, đó, nhiều bạn X10, tính xả ngay đỉnh, tính ra mình cũng vào trễ mà mua vì quên nên mới hold được, đó, không sao. Rồi đồng coi để lại cho bạn này nhất có lẽ là HCX, thực HXT, một đồng coi cho anh em tất cả hào quang cũng như mất, chính vì nó kéo dài từ sao hỏa về lòng đất. Nhớ hồi đó mua xong X10, X20, bỏ vào landing. À, thực ra đây là cái đồng Hextracoin. Những bạn nào mà đi trong cái thời đầu của thị trường crypto thì chắc chắn sẽ biết Hextracoin, biết Bitconnect. Thì đây là những đồng coin mà MLM có landing. Thì thời đó vui lắm các bạn. Thời mà 2016-2017 mà cái sự vô minh, cái sự FOMO kinh khủng lắm. Anh chị nào mà trải qua giai đoạn đó ngồi nhớ lại chỉ có mỉm cười thôi. Thời đó các bạn biết mà đem Bit với đem E mà đi mua những cái dự án này không xuể. Đó. Rồi, bạn này ấy, là mua cái đồng XRP này là giúp cho mình hiểu hơn về crypto và mình tham gia vào thị trường vào 2019. Đồng coin đầu tiên mua cũng là XRP. Cũng là vừa lúc mình lên đường nhập ngũ hành quân sau 2 năm khi về thấy nó ít năm. Tuy nhiên, tuy không nhiều nhưng là số vốn sau 2 năm phục vụ tổ quốc mà mình kiếm được. Và các bạn thấy mà mua xong á, mà ngồi yên đôi lúc những cái chiến thắng nó may mắn như vậy đấy. Còn nhiều bạn mà mua nhảy qua nhảy lại cuối cùng lại mất đúng không? Còn bạn này là mua Raka, đúng không? Raka mua ngay giá đáy, xong chia sắp mặt rồi ít to, đú theo game, Metamon, DCA liên tục, rồi kết quả còn cái nịt, bài học nhớ đời. Thực ra ai cũng phải trải qua những bài học các bạn, tôi cũng trải qua nhiều lắm các bạn. Rồi ở đây nè, có bạn này cũng không muốn nhắc lại cái câu chuyện đau xót trong quá khứ làm gì cả, đôi khi nhắc đến vẫn nhói tim. Thực ra tôi cũng có những cái thiệt hại mà bây giờ nhắc lại cũng còn đau lắm các bạn. Nhưng mình phải biết học từ đó để trong quá khứ không lặp lại. Thiệt hại càng lớn, bài học càng lớn. Mua Luna giá 81 đô. Đó, ngày 8 tháng 5. Giá quá Margin X2. Mua luôn giá 60.7. Và sau đó thì còn gì nữa. Thì các bạn biết là thị trường này khốc liệt thật sự. Nó kiểu này mà còn đòn bẩy nữa thì các bạn nghĩ sao chịu nổi đúng không? Giá nó chia về mất rất nhiều số không. Đó. Rồi, ví dụ ở đây bạn đã có cái cảm xúc nhất chắc chắn là Bitcoin đúng không? Sự biến động của nó. Ok. Từng mua Peach Finance đó, những cái đồng coin mà nè các bạn thấy nha. Vốn 1k này. X 150 lần. Không chốt vì tin vào siêu chu kỳ gì đó. Hầu tới giờ để làm kỷ niệm. Nó các bạn thấy không? Tức là vốn 1.000 đô mà ít tới 150 lần, tức là tăng trưởng lên 150.000 đô. Nhưng mà không chốt. Nếu mà các bạn thấy, nếu mà rơi vào các anh chị ấy, thì các bạn sao? Các bạn có thể chốt một nửa trước. Đúng không? Các bạn giữ được 70.000 đô. Thấy không? Ngon không? Thì phải nhìn vào những bài học của những con người này các bạn này. Thực ra tôi rất là trân quý những anh chị ở đây. Các bạn nói lên được những cái mà thất bại của các bạn hoặc là những cái bài học của các anh chị. Đáng quý các bạn. Đáng quý. Hãy học được những bài học này đó các bạn. Đó. Rồi nè, có rất nhiều anh chị này. Đây. Xưa vào mua con hàng Celo đúng không? Đó. Thì xem qua hệ sinh thái. Đó. Sau đó mua đủ các kiểu. Bạn này thắng, không sao. Học những cái bài học mà người ta thua, người ta thắng để các bạn đúc kết ra được bài học các bạn. Đây, bạn này là đồng soi. Từ cú sập 2021 bỏ qua và X10 từ đáy. Đó, được siêu và đọc khá kỹ về công nghệ mà vẫn bỏ lỡ sóng. Đấy, tức là có những cái tiếc nuối đúng không? Các bạn biết có những cái cơ hội mà nó trôi qua để sau này ấy, các bạn ngồi lại các bạn tiếc lắm. Nên thay vì vậy là hãy tập trung. Hãy tập trung nghiên cứu, tập trung từ bây giờ đi. Để sau này không có hối tiếc các bạn. Sau này mình không hối tiếc. Không hối tiếc những gì nó đã trải qua. Đúng không? Đấy,
Rồi bạn này là nếu nói về cảm xúc thì là đồng Shiba. Đó, đại trường phu. Rồi, đồng coi ấn tượng với mình nhất là C98. Đó, đầu tiên bước chân vào thị trường. Đó, mua giá 3.2 lên được 4 đô không chốt. Và cuối cùng cắt lỗ 0.8, đúng không? Thì thực ra có những cái thứ trong thị trường này nó kinh khủng lắm. Cắt 0.8 bây giờ cũng là thành công đấy. Bây giờ các bạn thấy là nó đang bị chia bao nhiêu lần, đúng không? Đấy, bài học đấy. Cảm xúc nhiều nhất vẫn là cái đồng này. Đúng, thay đổi gì đó. Nhớ swap tại 50U. Rồi, Raka. Các bạn thấy anh em bị Raka nhiều không? Đây là những cái thứ mà khi mà người ta FOMO rất là nguy hiểm nha các bạn. Rồi, Raka nói là đem lì nhiều cảm xúc cho em này. Chưa biết gì về coi, nghe siêu đã bỏ ra 250 triệu để mua lúc giá đang ở đây, sau đó cuốn vào game bỏ tiếp 250 triệu nữa khi tài khoản lên 800-900k. Đó, kinh khủng không? Đấy, rồi sau đó có chốt lời được không? Đó là câu chuyện, đó là bài học. Đấy. Rồi, tiếp tục nè. Đồng Đa Ca, tình cờ là khi về quê nghỉ phép một tuần làm công trình ở Bắc Ninh tháng 6, lướt Twitter đầu tháng 7, nạp lên mua lần đầu 100U. Đó, không biết là mua có lời không này. Nếu các bạn đây đọc những bài học này hay lắm các bạn. Tôi nói các bạn có những bài học hay lắm nha. Tí nữa ở khúc cuối này này rất là hay nè. Siêu, bạn này lên là mua cái đồng Dogecoin này. Nghe người ta siêu này, vào mua. Thế là on in cũng được X10, đúng không? Đó, X10. Tham lam mà gin rồi mất hết trước mùa bull run. Tức là các anh chị thấy nếu không có kiến thức, X10, X20 cũng trả lại cho thị trường nhiều. Nhiều anh chị tôi biết đã từng trải qua rồi. Còn bạn này mới vui nè. Đó là một ngày đẹp trời, cô bạn gái gắn bó 5 năm thời sinh viên gọi điện chia tay. Cô bảo làm xây dựng xa nhà, lương thấp đúng không? Đấy. Rồi bắt đầu là mua ADA. Đó. Rồi hôm sau chia 10. Đấy. Thì câu chuyện các anh chị để ý kỹ là một cái bài học trong thị trường này. Đó. Mua đồng này giá 0.6 nhưng khi lên 1 vẫn không chốt vì u mê, đến giờ không biết đến bao giờ về bờ. Bài học đúc kết ra là gì? Nếu như các bạn mua, các bạn có thể mà cài được stop loss đúng không? Thì câu chuyện đâu có thể bị mất mát nhiều như vậy. Nhưng mà nhiều người các anh chị không có stop loss và để sau đó nhận cái kết rất là đắng đúng không? Đó. Đúng là nghề này mà tham, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm mất tiền. Thực ra học được những cái này các anh chị cứ quan sát kỹ đi. Những anh chị này tôi biết chắc chắn nếu họ còn ở trong thị trường, họ sẽ là những người kiếm được tiền trong mùa tới. Bởi vì đơn giản là họ học được cái bài học, nhìn ra được những cái này các bạn này, biết được là tham lam này, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm thì bằng mất tiền. Thì bây giờ họ biết thiếu kiến thức, họ sẽ học, họ sẽ đào sâu vào. Thiếu kinh nghiệm thì bây giờ học tập thôi, đúng không? Kinh nghiệm là cái thứ mà cần theo thời gian các bạn mới có được. Kinh nghiệm mà tôi hay nói vui á, là kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là cái thứ ngồi nghiệm lại mà thấy kinh. Đó là kinh nghiệm. Đó, rồi bạn này là Raka. Đó, vào thị trường ngày này GM bị thịt gần 300 triệu. Đó, sau đó gom được 50 triệu vào con Raka Trade NFT lãi mua token. Đỉnh điểm tài khoản được 1 triệu đô mà chốt ít quá. Rồi vô mùa đao nó vắt lại âm luôn. Đấy, tức là lên 1 triệu đô rồi nè. Đó, vẫn còn tham đúng không? Và sau cuối cùng không còn gì hết. Thì đây là những bài học đấy các bạn. Đó, đồng đầu đời là XRP. Thời điểm 2017 lúc lên 3 đô cả làng bay vào trong đó có em. Đó, bây giờ nó chia thẻ hãm luôn đúng không? Đó là bài học đấy. Hồi sinh viên năm nhất, đó, đợt Luna sập từ 50 đô về 13 đô. Lúc đó đọc ở nhiều hội nhóm bảo con này không thể chết được. Là em nhắn tin cho bạn gái rồi giải thích ba la về con này không thể chết. Bạn em thấy thế kêu vậy hai đứa góp vô bắt đáy. Đâu đó được 23 triệu. Thấy, làm gì con nữa. Các bạn hiểu không? Đầu tư mà mình đã không có kiến thức rồi, mình rủ thêm người khác để đầu tư nữa. Đây là một cái thứ rất là sai lầm các bạn. Nên sau này cách mà của tôi ấy, là cho dù những người bạn thân thiết của tôi ấy, họ có hỏi gì tôi cũng không nói. Bởi vì đơn giản là nếu họ chỉ tập trung vào tiền thôi thì chắc chắn câu chuyện họ sẽ mất tiền. Bởi vì trong thị trường này trước sau gì mà không có kiến thức cũng mất tiền thôi. Đấy. Rồi bạn này sinh viên năm 3 đúng không? Đấy, hiểu về mạng, ok. Uni là đồng coin thay đổi cuộc đời mình từ sau vụ Aerob lịch sử. Đúng, cái đồng này những bạn nào mà biết làm Aerob hay lắm này. Đó. Và các bạn biết á, là nó cho, hình như tôi nhớ là cho 400 Uni, 400 hay sao. Mà 400 có thời điểm nó lên tới, các bạn biết mà Uni nha. Uni này.
là có thời điểm nó lên tới cái một cái mức giá rất là kỷ lục là tới 44. Thì các bạn hãy tưởng tượng nhân 44 mà nhân cho 400 đô cũng gần là 16.000 đô. Không đùa đâu. Trong thị trường này có những thứ crazy lắm các bạn. Rồi tiếp tục. Bạn này quay. Đấy, hồi xưa. Đó, mỗi ngày. Ok nha. Rồi, ngày đầu tiên vào thị trường, đấm hẳn con meme coi là Akawatt. Lúc ấy đang được mắt xoanh của Facebook post bài. Kết quả x10. Nhưng vì không có kiến thức và lòng tham vô đáy nên kết cục lại chia 10. Các bạn thấy không? Từ x10 mà để lại chia 10 thì bài học là gì? Nếu như các anh chị tuân thủ chiến lược, ví dụ như x2 chốt góc, đặc biệt là biết nó là coi rác mà, rồi sau đó cứ lên chốt dần thì chắc chắn giữ được vốn. Còn nếu không có stop loss, không có điểm dừng lỗ, mà đặc biệt trên những cái sàn mà phi tập trung các bạn, những cái sàn phi tập trung á, thì nó không có cài stop loss được, thì không thể có cái lệnh dừng lỗ các bạn em. Bán là bán luôn. Đấy, rồi bạn này hồi mới chập chững bước vào thị trường crypto đam mê future lắm. Đấy. Đam mê future mà không có kiến thức thì có cái nịt thôi các bạn. Nói thật luôn đấy. À, nhưng mà bạn này lời này. À, mua được một ít, sau khi nó ra game thì chốt lời, lần đầu tiên được x10 nhớ mãi. Đấy. Kỷ niệm á. Đó. Kỷ niệm đẹp, khó nhớ quá, em toàn biết kỷ niệm buồn thôi. Đó, hồi đó tập tành em chốt ra ca. Đó, vì mọi người đều tin bác Elon sớm đẩy, ai ngờ em hâu đai luôn đấy. Nhớ nó và nhớ cả Elon nữa. Những bài học các bạn, hồi mà tôi vào thị trường crypto nó cũng vậy. Những bài học này đáng lắm, các bạn chịu khó đi. Đây là những câu chuyện của nhiều người. Và nếu các anh chị đúc kết được những cái sai lầm của những người này để các bạn né tránh đi, thì trong tương lai các bạn sẽ không lặp lại những sai lầm này nữa. Đó, ví dụ như bạn này là cái đồng Arbitrum này. Đó, làm retroactive được hơn 5k, nhưng vì không kiểm soát được dòng tiền nên em cũng thua lỗ gần hết vào NFT và Memecoin. Giờ chỉ biết tiếc. Đó, các bạn thấy, nếu không có kiến thức thì bao nhiêu tiền cũng mất các bạn. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Hồi đó mất nhiều lắm, sau đó mới khôn ra được thôi. Hồi đó em vào mua đó, nó chả hiểu sao mua nó thiếu kiến thức nên em chờ chơi đại thôi. Ai ngờ lọt bác Elon Musk. Tôi đã mất luôn. Lần thăng lớn đầu tiên mà em nhờ toàn may mắn. Thực ra những anh chị mà các bạn biết các bạn thắng nhờ may mắn á, thì sau đó các bạn sẽ chịu khó đào sâu để các bạn học tập, các bạn phát triển. Rồi bạn này là nhớ nhất là cái con ISS. À, chỉ qua vài lần, vài ngày là tài khoản đã nhân mấy lần, toàn thấy màu hồng, rồi sau đó on in vào cái kết. Đấy. Tức là thông thường người ta sẽ đu theo trong thị trường này. Các bạn biết mà đu theo không có kiến thức á, thì sau đó trả những cái giá đắt lắm. À, ai trải qua mới hiểu. Đó. Rồi tiếp tục nè. Đầu năm 2021 có tham gia thị trường khá may mắn vào mùa uptrend. Tuy nhiên mới vào không có đủ trải nghiệm, đã nghe rút này rút kia mua concept và x trúng được 500 đô, sau đó tăng x5 và em không chốt do lòng tham. Đấy, các bạn phải hiểu là phải có chiến lược đầu tư. Nhiều người xem thường chiến lược đầu tư, nhưng khi trải qua rồi mà ngồi nghiệm lại, các bạn mới hiểu chiến lược đầu tư nó rất quan trọng. Nó giúp các bạn giữ tiền, giúp các bạn tối ưu được lợi nhuận nếu như mà những cái danh mục nó có lời. Tài khoản em từng có 57.000 đô nhờ vào Compros làm về cá cược đợt World Cup. Đó, em FOMO vào con này lúc giá 0.5 và chốt ở giá 0.9 và vào hết số vốn là gần 30k sau khi chốt ra được 57k. Sau đó nó lên lại 1.5 đại tiếc, xong nhảy qua mua NIA ở giá 3 đô. Đó, và bây giờ là NIA còn đô đúng không? Chia 3. Đấy, chia 3 cũng còn may mắn đấy. Đó, các bạn thấy đồng coi giúp. À, đầu tiên em biết đến là GULD này. Đấy, không có kiến thức, nghe theo một kênh YouTube nói. Nào là CZ hậu thuẫn này kia đủ các kiểu. Và thế là FOMO ngay đỉnh. Và giờ em vẫn đang nắm giữ nó để nhìn lại nhắc nhở mình. Tức là những anh chị này tôi khẳng định các bạn luôn là họ sẽ đúc kết ra được nhiều bài học sau những cái thất bại. À, DBZ đúng không? Rồi một đồng này nữa, DBZ của Sony Đặng. Đây. Sau đó học được một bài học là không nên tin bất cứ ai trong thị trường này cả. Câu này rất là hay nè. Các bạn đừng nên tin bất cứ ai trong thị trường này nha. Kể cả người nào mà cho dù mà họ giỏi cỡ nào, hoặc thậm chí trên cái kênh YouTube mà tôi chia sẻ cho các bạn, thì các bạn cũng đừng có tin tưởng. Đừng tin bất kỳ ai nha các bạn. Bản thân tôi làm những cái video này các bạn cũng đừng có tin. Xem, trải nghiệm,
thấy được những gì trong đó, nhặt nhạnh học tập tốt, chứ đừng có tin nhé. Mấy công lỡ một cái thời điểm tôi làm cái kênh YouTube này, người ta follow nhiều xong tôi up bô các bạn thì sao, đúng không? Đừng có tin. Tóm lại là đừng có tin cái gì hết trơn. Kỷ niệm không đẹp với đồng ID, nghĩ là hàng low pass của anh Bằng. Vào thế nhưng đến giờ thì ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đấy, vào mà không có cái biết được vùng mua vùng bán, nguy hiểm đó các bạn. Đồng có em mua nhiều cảm xúc, rất là son. Nghe theo mấy đứa bạn mua được 100 U được 5 son, bỗng nhìn nó pum lên tới 200, vui mừng con xiết. Em vẫn không bán, rồi nó xuống em lại muốn chờ nó pum lại, đau khổ và chờ đợi, và bây giờ thì vẫn là cái măng lợn. Tức là câu chuyện các bạn thấy không, có lời không chốt. Thế thì làm sao mình đặt câu hỏi là lần sau mùa tới khi cơ hội nó đến, các bạn làm sao tối ưu chốt được, đúng không? Đó là những bài học đấy, bài học lớn. Rồi bạn này chỉ được một lần X7, nhưng đắng nhất là Raka chia từ đỉnh xuống tới bây giờ. Đó, hồi đó thấy mới vào thấy Raka được siêu dàn bất cơ hùng hậu kinh nghiệm, khi ấy non quá nên toàn là con Salmon có $60 và lúc sau bán non lúc nó lên 7k, sau đó nó hơn ít hơn 6.000 lần. Thì bài học các bạn học được là gì đấy, phải biết này, ăn được rồi này, $60 mà lên tới 7.000 mà vẫn còn tiếc, các bạn hiểu không? Tức là lòng tham chúng ta vô đáy quá, đúng không? Mọi thứ đều là trải nghiệm. Năm trước đầu tư SRM chốt được 20%, nhưng nó ít 100 lần trong một ngày. Sau đó bị ảnh hưởng tâm lý, mua toàn coi low cap, đợi X2X3, nhưng downtrend, lời 20% 30% không chốt, sau đó thì lỗ 20-30% cắt lỗ. Bài học rút ra nên có plan cụ thể, không nên quá tham lam. Đây các anh chị thấy những anh chị này họ comment xong có được bài học không? Đấy, có được bài học đấy. Những người này chắc chắn tôi nghĩ mùa tới khi mà họ chịu khó, họ tập trung vào trong thị trường này thì chắc chắn họ sẽ có thành quả. Đó là điều không thể bàn cãi luôn các bạn. Rồi tiếp tục nè, biết thị trường từ năm 2017, trải qua một mùa down, điều đáng tiếc nhất là không kiên nhẫn khi thị trường vào mùa downtrend để tăng vị thế. Đó, cố sửa sai trong mùa downtrend này. Đó, các bạn thấy để ý kỹ này, trong thị trường crypto này có những cái vùng mà các bạn không chịu nhìn là nó nguy hiểm. Những anh chị nào follow cái kênh YouTube này thì các bạn thấy là tại sao những vùng này tôi có nói các bạn, tôi phân tích rất là kỹ. Thì những anh chị có thể nhìn lại những vùng này mà học tập các bạn. Nhìn lại những vùng này để đúc kết ra được mà học tập. Rồi tiếp tục này. Đây, đồng set này đưa em từ 50 triệu lên 5 tỷ. Các bạn thấy không? Tức là thị trường crypto này có những cái cơ hội mà tôi khẳng định các bạn không có một thị trường nào có thể có được. Ngày đi làm luôn cười tươi, nhưng lòng tham và sự ngu dốt em đã mất tất cả. Hiện tại luôn văng vẳng trong đầu về một cái thứ gì đó đã mất. Gần 2 năm ăn ngủ không được, buồn quá. Thì chỉ muốn nói với các bạn điều gì? Tôi cũng có một cái bạn nhân viên ngày trước á, là cũng trong tài khoản không có nhiều cả, và có đợt là có lúc cầm tài khoản hơn 400 triệu, gần 500 triệu, nhưng mà không có chốt, cuối cùng là mất sạch toàn bộ hết. Và các bạn hãy tưởng tượng xem á, mà khi mà đã được cầm 5 tỷ này rồi nè, con số trong tài khoản á, mà bây giờ đi làm lương tháng 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu thì các bạn nghĩ xem á, là có hối tiếc không? Hối tiếc lắm các bạn ạ, cực kỳ hối tiếc. Nên đây là một cái bài học. Nếu như các anh chị nhìn vào cái câu chuyện là nếu trong cái mùa uptrend tới các bạn cầm lên được như thế này rồi thì các anh chị cần làm gì? Có nên chốt lời một nửa không? Có nên chốt lời 30% không? Có nên có cái lệnh dừng lỗ không, để khi mà nó rơi giữ được lợi nhuận? Thì những cái bài học các anh chị cần nhìn ra đấy. Bico là đồng mang lại nhiều cảm xúc nhất. Mua lúc $4 FOMO, lên gần $9 không chốt rồi, và nhìn nó chia cả 100 lần mà không kìm nén nổi cảm xúc, cảm thán ôi trời ơi này, không thắp hương khấn đừng xuống nữa và quyết định bán luôn tại giá 0.4, chia 10. Tức là nếu các bạn không hiểu về phân tích kỹ thuật thì câu chuyện các bạn mua, các bạn sẽ tâm lý rất là bất an, sợ hãi. Đó, thì các bạn thấy là những bài học ở đây, những anh chị họ để cho các anh chị những bài học đáng giá.
Các anh chị nào xem được cái video này hãy nên cảm ơn những anh chị ở đây này. Họ để những bài học rất là đáng giá. Và cũng cảm ơn cái bố già BNB này. Tôi không biết ông này bao nhiêu tuổi, nhưng mà những cái bài viết các anh chị là một cái người mà đáng để các bạn follow và học hỏi. Và tôi thấy là những cái bài chia sẻ nó rất là sâu sắc của một cái người nắm giữ cái tài sản rất là lớn và cái người họ có tư duy đầu tư rất là chuẩn chỉnh. Tôi cũng xem những cái bài viết thì tôi biết người này là một cái người họ làm doanh nghiệp rất là thành công. Sau đó họ dùng cái số tiền kiếm được trong cái việc làm doanh nghiệp và họ đầu tư ngược lại crypto. Thì đó là một cái cách làm mà tôi cũng định hướng những anh chị đầu tư dài hạn. Hãy nên tạo cho mình một cái nguồn thu nhập tốt từ cái thế mạnh của các bạn, có thể là từ công việc, có thể từ business, và hãy dùng số tiền đó và tìm hiểu cho thật kỹ để đầu tư vào trong thị trường này. Đó. Rồi, bạn này nè. Tiếp tục nhé. Đồng RHO là con Bitcoin mang lại khoản tiền đầu tiên. Lại là lúc mới chập chững nên cảm xúc khi mua xong nó tăng không ngừng, nghĩ sướng ơi là sướng. Đồng coin mang lại cảm xúc nhiều nhất với em là PP, mua 20 đô bên sàn MX Lick Binance bán được 242 đô. Đó. Và em mua cho mẹ cái bếp ga âm thay một cái bếp mới. Đấy. Đây là những cái con người hay đó các bạn này. Đấy, có lời chốt ra, mua. Nghĩ về US lòng đau như cắt. Em đã rủ bố và chú cùng mua đợt 2020. Các bạn thấy cái sự vô minh không? Và thật sự bây giờ vẫn ngại vì thấy có lỗi. Cũng không ngờ ông chú còn máu hơn cả em tưởng, mang hết tiền ra nhập hàng. Tiền nhập hàng để on in. Tức là trong đầu tư, các bạn biết, trong lúc mà đôi lúc mình có cái sự vô minh, mình đi rủ người khác đầu tư. Rồi nữa là những cái người này nè, họ cũng không có kiến thức và họ cũng không biết kênh phân bổ vốn, mà đặc biệt rủ bố với thêm chú. Cá nhân tôi cũng đã từng các bạn. Trong quá khứ, khi thời điểm năm 2017, khi thời điểm đó tôi kiếm được nhiều tiền và thời đó vô minh, mình cũng có một ông sếp mà mình cho ông sếp là mượn 500 đô. Mình nói là bây giờ em mua dùng cho anh luôn, mà cho nếu mà nó mất thì em bao cho anh luôn, tức là anh không có bị thua lỗ gì trong khoản này hết trơn, lợi nhuận thì em cho anh, còn mất em đền cho luôn. Các bạn hiểu không? Thực thời điểm nhiều tiền và cái phi vụ đầu tư đó là lời được 120 mấy triệu, và sau đó tôi chuyển 120 mấy triệu cho sếp. Nhưng các bạn biết lòng tham vô đáy mà, sếp thấy ngon quá, không những sếp lấy 120 triệu, 120 triệu đó tái đầu tư mà còn xuất thêm một mớ tiền nữa. Và các bạn biết sau cái cú đó xong tôi cũng ân hận lắm, bởi vì là cuối cùng ông cũng mất tiền, các bạn hiểu không? Nên những cái bài học những anh chị này nè là tôi đã từng trải qua hết rồi. Những cái thứ mà tôi trải qua nên tôi chia sẻ các bạn trong cái kênh YouTube là các bạn hãy nên học đi các bạn. Bởi vì là những cái bài học như thế này nè, rất ít người trong cộng đồng họ nói cho các bạn, nhưng mà bản thân tôi chia sẻ hết. Và tôi thấy là đây là những cái anh chị đáng quý để các bạn học tập. Con đường đây, cái đồng chat này là con đường đưa tôi dấn thân vào con đường này vào lúc 0.3. Đó, và sau đó lên là 0.12 hả? X4 không chốt vì tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Kết quả lại là ánh sáng trong đêm chỉ dẫu. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa nếu mà các bạn đầu tư, các bạn không có một cái target, không có một cái chiến lược, thì câu chuyện ít bao nhiêu các bạn đâu có vừa lòng đâu, lòng tham mà, ai cũng vậy. Rồi sau đó trả những cái giá rất là đắt, đúng không? Stack, cái đồng này cũng hay nè. Hầu từ 2019 tới mùa bull run với niềm tin là combat ATH, dù không mang lại lợi nhuận, bỏ lỡ cái mùa này. Đây là cái thứ rất nguy hiểm các bạn ạ. Rất nhiều anh chị đã ôm những cái đồng coin cũ trong quá khứ và cứ nghĩ là khi mà về lại cái mùa tới thì nó sẽ tìm lại cái đỉnh. Nhưng mà câu chuyện các bạn thấy là không có. Rất nhiều đồng coin ví dụ như Neo, US, và trong mùa tới này những anh chị nào mà còn tin tưởng những cái đồng mà nằm ở top này nữa, có sự tìm hiểu kỹ nha. Đặc biệt những đồng coin cũ mà ôm cố chấp thì chắc chắn câu chuyện là trả những cái giá rất là đắt đấy. Cực kỳ đắt đấy các bạn, không đùa đâu. Rồi nè, nhiều lắm. Đây, Bitconnect huyền thoại. Những anh chị nào mà đã đi cái thời điểm năm 2016-17 thì chắc chắn biết về huyền thoại này. Đấy, APT là đồng coin mang lại cảm xúc nhất. Vừa ăn được Aerob, thêm X4, giá pump mạnh lên khoảng tầm 20 đô. À, 20 đô, à, ngon, tuyệt vời. Raka và những ngây ngô thơ dại
chờ một u mới bán. Tưởng có tất cả trong tay nhưng cuối cùng bị vả cho không còn phát nào. Tiền của anh em bạn bè, bài học mùa cũ, nhất quyết không để lặp lại. Đây các bạn, những cái người mà họ đã từng trải qua những cái thứ này nè, thì họ sẽ vững trong mùa thôi. Còn những người mà họ không trụ được, chắc chắn họ rời đi, đúng không? Element là một đồng mang lại nhiều cảm xúc. Cuối năm 2021, em trúng Wallet được một khoản. Sau một thời gian số tiền đó cũng không còn. Nhưng nhờ đó mà em có nhiều bài học. Đó, các bạn hiểu. Và hiện tại bạn này làm full time trong thị trường crypto. Tức là bạn này có thể là có một cái công việc gì đó. Đó. Kỷ niệm nhất là cái đồng APT. Trước đó chả biết coi có gì cả. B bất động sản. B bất động sản. Em bể bất động sản, tức là thu bất động sản. Được thằng bạn cà phê bày vẽ cho future, sau này về mày mò lại được anh em Twitter chia sẻ về Europe. Dù không hiểu mấy nhưng cũng mày mò tạo ví. Đó, làm dự án. Được Europe ngon nè, thấy không? Đấy, các bạn thấy là nhiều người họ thắng nhẹ Europe, thấy không? Còn bạn này đến với thị trường năm 2020 chả có được thành tựu gì ngoài trade thua lỗ và mơ mộng ít 1000 lần. Thôi tới đây thôi, không có tích sinh. Bạn này là Raka này. Em F0 mùa rồi. Với tinh thần là đầu tư một số tiền nhỏ có thể mất để ủng hộ anh trai đầu tư vào thị trường. 15 triệu ban đầu lên thành 400 triệu, đúng không? Ghê không? 15 triệu này lên 400 triệu. Nhưng không biết chốt lời, FOMO, thêm đầu tư nữa, cuối cùng mất sạch. Đấy, bài học đấy. Em đắc dĩ trở thành holder của Sui. Mua Sui giữa hồi tháng 5 giá 1.2 đô. Giờ em cố hold khoảng 6 tháng nữa xem có về bờ không. Đây là một cái thứ rất là quan trọng các bạn này. Trong đầu tư các bạn cần phải hiểu về chu kỳ thị trường. Nếu mà không hiểu chu kỳ thị trường mà hold một cách vô minh, nguy hiểm lắm các bạn. Rồi sau đó là trả những cái giá rất là đắt. Đấy. Rồi bạn này thì Luna. Mới vào hóng chuyện cá độ gì đó. Đó. Nghe CEO nó mà dám đặt cược triệu đô thì yên tâm mua. Mua trong nát luôn. Đấy, bài học là gì? Đấy. Kỷ niệm chỉ toàn đau khổ, không có chi vui. Nhưng để hầu anh em, mình cũng xin tiết lộ kẻ kham khổ là mình nhất. Đến không quên suốt 2 năm nay là Luna. Nát lòng chỉ trong 1/2 ngày. Đấy, các bạn thấy là thời điểm nó sập kinh khủng khiếp lắm. Thỉnh thoảng em cũng bị đu đỉnh, nhưng không ăn thua gì so với cú hâu Luna. Các bạn thấy không? Đúng là câu hâu tu đai thiệt, mất sạch, trầm cảm cả tháng luôn. Ráng kiếm tích chân nữa. Bỏ 2k mua được 5 triệu ADA, 5 triệu RAKA. Đến tháng 9 thì ít 25 lần. Thay vì chốt lời thì hold to die và đem RAKA đi mua Metamon. Kết quả là Metamon từ 1 triệu RAKA nay còn có 25k. Đấy, các bạn thấy không? Giá RAKA thì chia sắp mặt. Bài học kinh nghiệm xương máu. Đấy, những cái bài học. Đấy, các bạn hiểu không? Dân thân thời vào thị trường lúc RAKA. Thấy anh em nhiều RAKA quá ha. Anh em để lại nhiều bài học từ RAKA đúng không? Đấy. Đấy, đây những bài học các bạn. Nếu tham và nghĩ sẽ hồi coi top bài học thì sao? Đúng là những gì đi qua rồi hối hận không kịp được. Thấy các bạn thấy không? Nên những anh chị mà mới bước chân vào thị trường ấy nha, mà đọc được những cái comment này này, xem những cái bài viết này và xem cái video mà tôi đang chia sẻ với các bạn, tôi khẳng định các bạn là nó đáng giá nhiều tiền lắm đấy. Bởi vì các anh chị thấy trong này là người ta đã để lại cho các bạn nhiều bài học này. Đấy. Con cảm xúc nhất là PVU tầm tháng 6, lúc đó đang nợ hơn 300 củ, con nhỏ vừa đang dịch nữa. Bí quá mượn ông anh 1k vào PVU sau hơn 1 tuần ít 20 lần. Mình bán được giá x10, ăn được 10k, có vốn và trả bớt nợ. Sau ăn thêm kèo này nữa, đó các bạn thấy không? Trả bớt lo, tức là cái người mà họ đang mắc nợ nha. Thì các bạn thấy mà họ vào cái họ ăn cái họ chạy liền. Đấy, nhưng mà cũng may mắn cho anh này chứ tưởng tượng xem mà vào mà thua nữa thì hơn căng, đúng không? Bài toán vẫn là phân bổ vốn, bài học nha các bạn. Đó. Bài học đầu đời. Luna, một trong những đắng nhất của em từng ăn. Lúc sập về 3x, em cầm xe, cầm láp lấy tiền bắt đáy. Các bạn thấy không? Cầm xe cổ này, cầm laptop bắt đáy. Xong cú sốc đầu đời của em nhận gần như mất hết. Giờ em đang đi làm lại từ đầu trả nợ. Đấy. Thì thực ra những anh chị này có những bài học này cũng không nhiều đó các bạn. Có nhiều người tôi biết là bắt đáy rất nhiều triệu đô và sau đó trả những cái giá rất là đắt. Đó.
được dịp để khơi lại niềm đau. Chiến tích không nhớ mà nhớ toàn những lần bị đu đỉnh. Đấy. Đu và những meta này. Đó, Mina. Đấy. Ớn luôn các bạn hiểu. Tức là có những cái mát nhiều người sẽ ớn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đu từ 2 đô đến 5 đô không chốt. Tim nó chốt hổ luôn. Đi ngang. Tưởng đấy, bây giờ chia 3. Các bạn thấy không? Đấy, những bài học. Đấy, nhiều lắm các bạn chịu khó đọc. À, tôi nói các bạn là trong này có những bài học rất là xương máu. Để cho các anh chị nhận ra được. Để cho các bạn có thể biết là trong thị trường này là một cái thị trường khắc nghiệt. Và thông qua những bài học ở đây này, các bạn biết để các anh chị ấy là trưởng thành. Đó, các bạn thấy là nhiều người đó gây Ponzi này đấy, mua này đấy. Nè, bạn này nha, các bạn để kỹ nè. Và rồi nè, bạn này dùng chỉ có là 75 đô để mua thôi. Và có giá trị sau đó là cái tài khoản nó tăng lên đến 18.000 đô. Quá kinh khủng, nhưng vì tham tôi biết chắc chắn là mất. Các chị có thể nhìn thấy những câu chuyện ở đây để học được những bài học các bạn. Thì cái Twitter của bác này nè, các bạn thấy là có nhiều bài học ở dưới này. Các bạn thấy là cái người ta comment nhiều lắm. Và mỗi người comment đều là một cái bài học đáng giá cho các anh chị. Để các anh chị có thể nhìn vào đây những cái câu chuyện, để các anh chị né tránh những cái sai lầm trong quá khứ. Và sau những cái trải nghiệm như vậy, các bạn cần rút kết ra được những cái bài học. Thì bài học đầu tiên là gì? Thứ nhất là nếu mà không có kiến thức về đầu tư và thị trường thì chắc chắn các bạn sẽ mất tiền, mất nhiều lắm đúng không? Nhìn vào những người kia mà thấy. Thứ hai nữa là dù ít tài khoản bao nhiêu lần, nhưng nếu không có kiến thức cũng trả lại hết cho thị trường. Trả lại hết. Đau đớn nhất là kiếm được tiền quá dễ dàng, sau đó các bạn nhận những cái kết rất là đắng. Các chị thấy những cái anh chị ở đây là có những người kiếm được tiền rất dễ dàng, nhưng sau đó trả những cái kết rất là đắng. Và có nhiều bạn này sau khi mà thua lỗ gỡ lại được thì đừng tham thì sẽ có ăn, tham thì thâm. Tức là những cái bài học nó đáng giá lắm, mà các anh chị phải trải qua thì các bạn mới thấm được những thứ người ta chia sẻ ở đây. Mua theo sự mách bảo của người khác, không có chính kiến, đấy lại trả những cái giá rất là đắng. Thì nhiều người vào chỉ thích là nghe theo người khác thôi. Rồi quá yêu một đồng coin. Có rất nhiều anh chị yêu quá, mua từ giá 1 đô lên 20 đô không chốt, ít 20 lần. Sau đó bây giờ về lại giá cũ. Tiếc không? Quá tiếc chứ đúng không? Không kiểm soát được tâm lý. Khi các bạn chưa vững kiến thức thì các bạn sẽ rất là hoang mang. Các bạn mua xong lời cũng rất là áp lực. Mà lỗ cũng vậy. Tức là lời cũng khổ mà lỗ cũng khổ. Thì những thứ này cần một quá trình dài. Chịu khó xem trên kênh YouTube của tôi thì các bạn sẽ đúc kết được nhiều bài học. Không có chiến lược đầu tư, không phân bổ vốn, không cắt lỗ, không chốt lời một cách rõ ràng. Đó, các bạn thấy nếu như những câu chuyện ở đây này, các anh chị biết chốt lời và cắt lỗ, biết có chiến lược đầu tư thì chắc chắn các bạn sẽ tận dụng được rất là nhiều. Nhưng mà nhiều người ở đây họ không có hiểu. Thì chắc chắn cũng phải có những bài học các anh chị, ai cũng phải trải qua thôi. Đấy, bắt đáy một đồng coin một cách mù quáng và chỉ nhìn vào giá mất hết. Luna là một bài học. Nên đừng bao giờ on in mà đã còn đi bắt đáy, còn không có stop loss nữa. Thì những cái giá rất là đắt đúng không? Đấy. Nhớ kỹ những bài học này. Rồi dính vào những cái dự án trả lãi, MLM Ponzi đúng không? Bitconnect, Hedstra, Coin. Và rất nhiều người vẫn đang là vô minh vào những dự án như vậy. Đó. Và rất nhiều những cái bài học. Nhiều lắm đúng các bạn. Thì tôi chỉ muốn nói các bạn này, hãy học từ những cái sai lầm của những người khác. Muốn thắng người khác, trước tiên phải đứng trên vùng đất đã từng thua trận. Thì các bạn thấy là ở đây vùng đất thắng trận thua trận nhiều không? Học được nhiều bài học không? Quá nhiều bài học. Cái link của cái Twitter này, của cái post này tôi sẽ để ở bên dưới cái video. Và tôi hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn là học được những bài học. Và các bạn cũng chịu khó follow theo cái Facebook của người này. Thì tôi theo dõi một thời gian dài rồi, thì tôi thấy là người ta không có vụ lợi gì đó cả. Tất nhiên là các bạn lưu ý, các bạn phải biết bảo vệ cái tài khoản của các bạn. Các bạn đừng có nghe theo bất kỳ ai. Hãy quan sát và học tập. Quan sát và học tập nha các bạn. Trong này người ta có những cái lời khuyên rất là hay, mà các bạn phải gọi là chỉ có những cái trải nghiệm thì các chị mới hiểu được. Các bạn hiểu không? Đấy, chỉ có những cái trải nghiệm. Tức là có những lúc các bạn phải có những cái mất mát đủ lớn, thì lúc này các bạn mới nhận ra được những bài học được. Đó.
Và trong này người ta chia sẻ cũng rất là nhiều góc nhìn nha, cũng có dự phóng về về xu hướng của Bitcoin. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành của tôi là các bạn hãy nên có cái sự hiểu biết. Cá nhân tôi thời điểm này tôi chỉ tin vào những cái dự phóng của mình. Tất nhiên tôi cũng tham khảo, nhưng mà tôi luôn có những cái dự phóng. Này, có được lời khuyên các bạn thấy này. Đây là một cái bài rất hay. Khuyên mọi người gắng ở lại lâu với thị trường nhất có thể. Đó là tập làm quen với cái sự dày vò của thị trường. Đấy, những lúc mà downtrend như thế này nè, cơ hội nó thật sự đó các anh chị. Và các bạn cần 10 năm để quan sát một cái chu kỳ kinh tế truyền thống, nhưng lại có thể quan sát được 3 chu kỳ thị trường crypto. Thị trường crypto rất là ngắn. Đó là một cái trải nghiệm vô cùng đáng giá. Đến khi bạn có thể bình thản nhìn thị trường lên xuống như hoa sen trong biển lửa, thì cơ hội tự nhiên sẽ xuất hiện. Điều này đúng. Trải nghiệm rất là nhiều rồi thì tôi chia sẻ các bạn là những người mà họ viết lên được những cái câu nói này này không phải là những người mà ít trải nghiệm đâu các bạn. Đó, thì các bạn hãy nên là hiểu. Các bạn nhớ kỹ này, để có được 3 thứ: tầm nhìn này, cái sự kiên định và cái kế hoạch đúng đắn, thì cần phải có kiến thức đúng. Mà muốn có kiến thức đúng thì chỉ cần có thời gian để trau dồi. Nhưng ít ai hiểu được những điều này các bạn. Và các bạn có thể đầu tư với một cái số vốn nhỏ để trụ lại với thị trường lâu nhất có thể. Né margin future đi, spot thôi. Và dùng thời gian đó để trải nghiệm và học hỏi, chứ không phải để làm giàu. Tôi chỉ nói các bạn là thị trường crypto này còn dài lắm. Các bạn có thể sống với gọi là nhiều năm nữa. Và thị trường crypto này nó cứ tồn tại và phát triển mãi. Nên là các bạn hãy chịu khó nhé. Hãy chịu khó. Và các bạn lưu ý kỹ này, khi mà các anh em hội đủ được những cái kiến thức này, kinh nghiệm và trải nghiệm, thì tôi nói các bạn là cơ hội và may mắn nó sẽ đến. Đó. Thì đây là những cái bài viết rất là sâu sắc, ngắn gọn, nhưng mà tôi nghĩ là các anh chị hãy nên follow và đọc. Đó. Thì đây là một cái người mà tôi thấy là những cái chia sẻ của họ rất là chân thành, và tôi thấy không có một cái vụ lợi nào từ cộng đồng cả. Thì hy vọng là cũng chia sẻ cho các bạn một cái điều gì đó nhé. Cái đó là cái thứ nhất, là đây là một người trên Twitter tôi follow rất là nhiều. Các bạn thấy trước đây tôi không bao giờ giới thiệu cho các bạn ai cả, nhưng đây là một cái người mà các bạn hãy nên follow để học tập nhé. Tất nhiên là cái kết quả đầu tư của các bạn thì các bạn hãy chịu trách nhiệm. Và một cái người thứ hai, cũng luôn tiện ở đây tôi cũng chia sẻ cho các bạn, là một cái kênh YouTube của cái anh Hiếu Nguyễn này, Hiếu TV. Cũng may mắn là mình cũng tên là Hiếu, và mình cũng xem gần như tất cả những cái podcast của anh Hiếu Nguyễn này. Thì anh chỉ chuyên về đầu tư bên chứng khoán thôi, nhưng mà những cái tư duy về đầu tư dài hạn là cái thứ các bạn cần học tập. Và hãy áp dụng những kiến thức này vào trong thị trường crypto, thì tôi tin các bạn sẽ có được những cái thành quả nha các bạn. Thì quay trở lại cái video này nó khá dài, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh chị là hãy học đầu tư từ những sai lầm của những người khác. Học từ những người có kinh nghiệm. Những thứ này chỉ có theo thời gian thôi. Đó. Thì thông qua vậy các bạn sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Thì hy vọng cái video này nó mang lại giá trị cho các bạn. Thì các bạn nào mà xem và chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể đăng ký kênh. Và dưới những cái video các bạn có những cái câu hỏi nào, các bạn thắc mắc, các bạn có thể comment nha các anh chị. Thì tôi sẽ giải đáp trả lời cho các anh chị. Và nếu như các anh chị thấy những cái video nào của tôi nó hay, thì các bạn có thể cho tôi một like. Để cái kênh YouTube khi mà họ thấy có nhiều like thì nó sẽ đề xuất được đến với nhiều người, và nhiều người họ sẽ xem được. Thì tôi hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho rất nhiều anh chị. Thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hy vọng video này nó sẽ giúp ích được các anh chị điều gì đó. Thân ái, chào tạm biệt các anh chị.